Ok. Kênh trước là bị chặn, cái kênh trước mà được 500 nghìn ấy, kênh bị chặn đấy. Thế là những người mà không cùng phe với cái bọn tham nhũng thì không bị đi tù, còn những cái người mà không cùng phe như kiểu Ngọc Trinh thì sẽ là bị đi tù à? Ấy sao lại tắt cái lúc công khai được không? Không phải riêng tư về đâu đúng không? Không biết. Không biết chủ tịch nước có biết bọn tham nhũng không nhỉ? Tham nhũng ác luôn ạ. À? Không đọc thời, không đọc bài. Thế là hang bà tham nhũng ạ. Nguyễn Trọng Phúc ạ. Nhưng mà Nguyễn Trọng Phúc là ai? Em chỉ biết tên chứ em cũng không biết là ai hết. Thế anh biết ai tham nhũng không? Dũng à? Nguyễn Viết Dũng ạ. Nhưng mà tham nhũng là tham nhũng kiểu gì vậy? Ê. Nguyễn Tấn Dũng à? Là lấy tiền của dân để xây nhà riêng ấy ạ. Nhưng mà giàu để làm gì đâu. Thì vẫn chỉ là mua đồ mua quần áo thế thôi, em đơn giản mà. Em chỉ muốn làm đẹp cho bản thân em. Và đi du lịch thôi, nó chỉ là vậy thôi nếu em giàu. Bị bắt đâu ạ? Thế thì công an Việt Nam như cứ là cái bù nhìn ấy, cái người cần bắt không bắt. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong một nửa nha mọi người. Công an Việt Nam như cái bù nhìn ấy thật đấy, những cái chuyện bắt xong mất nước à? Mang tiếng Việt Nam ạ. À? Ảo nhỉ. Người ta chỗ nào chả tham nhũng trời. Bách cùng. Không biết những người quyền lực ở Việt Nam người ta giàu như nào nhỉ? Kiểu những tầng lớp thượng lưu mê.
Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Chán quá. Chán quá, chán quá. Chơi bài thôi. Đi làm bán bài. No. Muốn làm gì đấy em vừa rảnh lúc tô màu. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nha mọi người. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một dồi lợn nha mọi người. Và đây sẽ chính là bức tranh của mình ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nên là mọi người hãy theo dõi mình nhé. Đây nha mọi người. Ủa bình thường là bao nhiêu tiền cái bánh chưng vậy?
Bắc Kinh Hà Nội 26 độ. Chủ nhật tuần này 30 độ. Đến tuần sau nó mới lạnh. Ok mọi người. Không nhận đơn nữa rồi anh ạ. Làm đến 29 Tết mới trả xong đơn cho khách. Vấn đề là làm chỉ ăn mỗi mấy ngày Tết làm mất công thôi. Với cả giờ nắng khó đâu. Quên mất không bảo. Hôm qua em về em gọi mẹ em. Em hỏi mẹ em có làm thịt trâu, em bảo có nhưng mà đắt. Một triệu một cân. Đợi. Nhưng mà thật mà tại vì bao nhiêu cân nó mới Ok mọi khô người. bắt lại mấy Vấn đề cái gì ngon nước chấm nhưng mà em cơ bản là mẹ em không làm kiểu để bán chỉ có ai hiểu ai đặt trước thì vào mới làm thôi chứ không chỉ để đặt lắm không bán tràn lan gì. Ok mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhí. Cái này bật kiếm tiền ngon luôn, không bị vàng tiền. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Ok em mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô như này nha mọi người.
chiếu tầm 4 tập là được không? Tết thì nếu mà Tết đi kiểu nếu mà video ấy thì em cứ để xong rồi công chiếu tầm 3 3 hoặc 4 tập một ngày rồi. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như này nha. Ok em mọi người. Tập nào mà kiểu bị chặn thì mà chưa bắp ra ấy, thì em không khai luôn content được không? Chưa bắp ra nhưng mà nó bị chặn hoặc là Ok, và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một cái này nha. Mình cũng không biết đây là cái gì. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Hết cứu. Ok mọi người. Ok mọi người. Mình sẽ tô như này nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Và đầu tiên là mình sẽ tô vào cái đây nha. Anh đói không? Anh đói không?
tiền của ông. Đó. Bây giờ lấy của ông cắt luôn đi. Đây nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Mấy cái mơ cà phê anh đổi ông để em đổi cho nhau. Ở trong cái file của Hương khi khoảng nó có một vài cái nó bị thành đuôi mơ cà phê ấy. Không phải mới đuôi. Đúng rồi, 38 cho 40 cho tròn. Không thích. Màu tóc này nó khác gì đâu. Nó có khác gì đâu. Cái này nhìn đấy hơn. Nhìn màu đẹp hơn mà. Màu nhìn trong sáng hơn. No. Cái chân nó bị đen hết rồi. Đầu Tuấn Anh trông cứ sao á. Cái trời thôi. Chưa rồi. Anh sắp bảo là tí về anh chê. Cần xác nhận một câu. Anh sắc anh thấy đẹp không? Đẹp. Tóc Tuấn Anh. Rồi. 10 điểm. Ok. Sao chụp lên ảnh trong đầu to vậy? Hả? Chụp lên ảnh trong đầu ông to vậy. Ai mà biết được. Không nhờ chụp lên ảnh trong đầu to vậy đã. Nhìn nó buồn cười. Đây nha mọi người ơi. Hello, hello. Chào tất cả anh em đang xem video. Hôm nay sẽ hướng dẫn tất cả người tôi mở một thứ hai. Đó chính là một quả là hán. Quả là hán đó mọi người. Để các người xem người cùng các người cùng luôn với xem nhá. Màu của tôi đâu nhỉ mọi người? Cắt video chưa? Đây đang quay thêm phủ để ta là phải biết tận dụng thời gian. Đây, ngày ông cũng bỏng sắc. Ok nha mọi người. Còn video của màu của ông tôi chỉ cần luôn đấy. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt nha mọi người ơi. Mình sẽ tô như này nha mọi người.
em nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây như này nha. Cứ cắt đi xong tôi đổi tên. Đương nhiên rồi. Có mắt rồi, không đổi đâu. Ok, và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye.